Tử vi của tuổi Tân Mão sinh năm 1951 tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Quý vị thân mến, trên đời này có lẽ là không ai không muốn biết trước số mệnh của mình. Làm việc gì cũng mong muốn được thuận buồm xuôi gió, cuộc sống luôn khỏe mạnh, hạnh phúc ấm êm và không bao giờ cần phải lo nghĩ về tiền. Số mệnh con người tốt hay xấu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và thưa quý vị, trong đó việc chúng ta cầm tinh con giáp nào cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vậy thì trong lục thập hoa giáp, con giáp nào được trời định là người tốt số? Số trời sinh đã mang mệnh phú quý trong tháng 4 âm lịch năm 2022 nhân dần này. Chỉ cần sống chân thành sẽ được phúc đáp xứng đáng, hưởng cuộc sống thập toàn, thập mỹ đủ đầy. Như quý vị đã biết thì cuộc sống con người chúng ta sợ nhất chính là cảnh nợ nần túng thiếu, đúng không ạ? Tuy nhiên thì mỗi người mỗi hoàn cảnh và đôi khi chúng ta bắt buộc phải đối diện với cuộc sống mà mình không hề mong muốn. Trời sinh ra thì ai cũng có vận mệnh riêng và những khó khăn trong cuộc đời âu cũng chỉ là những thử thách mà chúng ta ai cũng bắt buộc phải vượt qua để có thể trưởng thành, để có thể đi đến hết số mệnh của mình. Và tử vi số mệnh trong tháng 4 âm lịch năm 2022 nhâm dần này sẽ có mệnh chủ là số hưởng. Mặc dù có số bôn ba và vất vả, thậm chí là còn nợ nần túng thiếu trong năm cũ 2021, nhưng mà chắc chắn mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ bắt đầu từ tháng 4 âm lịch này. Và đặc biệt là trong khoảng thời gian này trở đi thì sẽ có nhiều quý nhân phù trợ. Vì vậy mà tương lai phía trước sẽ vô cùng rộng mở, nhà cao cửa rộng, sống trọn vẹn đến tận cuối đời. Và hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát chúng ta đi tìm hiểu về vận trình của những người tuổi Tân Mão trong tháng 4 âm lịch này. Xin mời quý vị. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Mão sinh năm 1951 năm mệnh có mệnh Tùng Bách Mộc, gỗ cây tùng là những người yêu thích sự yên tĩnh và có tính cách ôn hòa. Người này có phần thiếu quyết đoán, kém nhanh nhạy nên hay bỏ lỡ những thời cơ tốt và sống rất tình cảm với mọi người. Tuy vậy, họ lại hay tiêu xài hoang phí và không biết tiết kiệm tiền bạc. Tân Mão là người thông minh, đôi khi sắc sảo, hơi thái quá và thậm chí là có thể là người láo lỉnh, nhiều trò. Về mặt ưu điểm thì họ là một kho ý tưởng tuyệt vời và hết sức tháo vát. Họ có thể dễ dàng tìm đủ cách thoát khỏi bế tắc. Người Tân Mão sống rất tham vọng và thường được đảm bảo về mặt tài chính, nhất là không dính vào cờ bạc. So với các tuổi Mão khác thì Tân Mão tỏ ra kiên định hơn cả về tâm lý lẫn thể chất. Tuy nhiên, họ lại kém phần mềm dẻo và ít khi nghe theo lời khuyên của mọi người. Điều này có thể ảnh hưởng không tốt tới các mối quan hệ và công việc. Với bản chất lãng mạn, họ chỉ làm việc hiệu quả khi hứng khởi và có thể rơi vào tâm trạng buồn chán. Xem tử vi tháng Ất Tỵ năm nhâm dần, người tuổi này gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống, không phải thường xuyên lo nghĩ nên ít gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Cốt là bản mệnh giữ được tinh thần lạc quan vui vẻ thì mọi chuyện dù khó khăn cũng tìm được hướng giải quyết thích hợp. Trong tháng này, gia chủ sống trong tình cảm yêu thương của con cháu trong nhà. Ra ngoài xã hội được nhiều người kính trọng quý mến, không phải lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên bản mệnh cần phải chú ý nhiều về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần bản lĩnh, tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp suy nghĩ nhanh, không thấu đáo thì sẽ gây ảnh hưởng tới công việc mình đang tiến hành triển khai. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp Ất âm mộc nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các quý gia chủ tuổi Tân Mão nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không mong muốn với những người xung quanh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, nếu người sinh năm 1951 vẫn còn đang theo đuổi sự nghiệp thì đây sẽ là một tháng khá thuận lợi đối với bản mệnh và nhất là những người làm trong lĩnh vực hợp tác làm ăn có thể nhận được một khoản lời lãi nhất định. Bạn cần lưu tâm và chú ý có thể bị tiểu nhân hãm hại, gièm pha, khiến bạn khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình để lỡ mất cơ hội học hỏi, thăng tiến. Hãy hết sức giữ bình tĩnh và chớ nghĩ đến việc làm hại người khác, bởi vì làm vậy là có hại cho chính mình. Tuy nhiên dù sao thì bản mệnh cũng đã là người có tuổi. Việc quan trọng nhất đó là giữ gìn sức khỏe, chớ nên suy nghĩ nhiều hoặc quá tập trung cho sự nghiệp, bởi như vậy sẽ đem lại tác động xấu cho sức khỏe của bạn. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hành thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tân Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm
khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tình hình tài chính khá tốt đẹp. Về cơ bản, gia chủ vẫn duy trì được khoản tiền đều đặn hàng tháng từ lương hưu, tiền tiết kiệm và tiền cho thuê nhà cửa. Vì thế, người tuổi này có một cuộc sống khá dư giả, không phải đắn đo, lo nghĩ quá nhiều nếu phải rút tiền chi phí cho một khoản nào đó. Bên cạnh đó thì bản mệnh cũng nhận được sự quan tâm về mặt tiền bạc đến từ con cháu trong nhà. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ, để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, tháng Ất Tỵ năm Nhâm Dần, sức khỏe của những người tuổi Tân Mão rất dễ tiềm ẩn những tai họa ngầm. Do đó, bạn cần phải chú ý đến bản thân nhiều hơn, sinh hoạt khoa học, đừng chủ quan khinh suất kẻo họa ập xuống đầu. Gia chủ cũng cần phải chú ý khi đi lại, tùy vi cho thấy có thể sẽ gặp tai nạn bất ngờ trong tháng này. Nhẹ thì xây sức chân tay và nặng thì có họa huyết quang, chảy máu. Ở độ tuổi này của gia chủ thì chỉ cần một tổn thương nhỏ thôi cũng rất khó hồi phục, nên với bất kỳ lý do nào cũng nên chú ý đến sức khỏe của bản thân. Tiền tài, danh vọng, tài lộc, Tân Mão đã cố gắng cả đời, hãy quan tâm đến bản thân nhiều hơn. Các quý gia chủ tuổi Tân Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý gia chủ tuổi Tân Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Các quý gia chủ Tân Mão đã dành phần lớn cuộc đời với người bạn đời của mình và đã trở thành một phần không thể tách rời nhau. Do đó, bạn không có khả năng tách ra cho đến khi chết. Và nếu bạn không bị ràng buộc, bạn có thể tìm thấy một người phù hợp để dành phần lại cuộc sống trong tháng này. Tháng 4 âm lịch, bạn sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của bạn luôn không vâng lời và mất nhiều thời gian để lòng vòng trong đó. Bạn nên thư giãn và để cho bọn trẻ đó sống cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha người mẹ trong gia đình thì hãy luôn là tấm gương sáng để con cái bạn noi theo. Bạn đã sống quá nửa cuộc đời, bạn biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính bạn. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tháng Tỵ, lục hợp thân, tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuổi Tý. Đối với người tuổi Tân Mão trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 4 năm 2022, tức ngày 8 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 4 năm 2022, tức ngày 20 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Mão trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 4 năm 2022, tức ngày 9 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 4 năm 2022, tức ngày 21 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị cũng có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline
like hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải ngày hôm nay của Phong Thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì trong tháng 4 âm lịch. Và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ, xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát.